Cách chào đời lại y hệt ông anh. Vâng vợ ơi, vâng vợ ơi. Vâng, vẫn thế ạ. Vâng thế ạ. Cái lần thứ hai khi em chuẩn bị sinh em bé Đăng Anh ấy, cũng cách 2 tuần luôn. Là hôm đó là buổi đêm em tâm sự với cả người em họ của anh Khôi. Em đó là bị quá 2 tuần rồi mà em rất là nôn. Em bảo là chắc là sáng hôm sau là em phải vào bệnh viện để nhập viện và bác sĩ sẽ mổ. Em mới hỏi em cách là làm sao để em bé ra đời thì em cũng truyền đạt lại đúng như những gì mình trải qua thôi. Thế em nói em cứ thử đi. Xong là cái tử cung nó co bóp là có khi em vỡ ổ em sinh được đó. Em nói em ấy xong thì em lại thực hành luôn. Em lại thực hành luôn. Em lại thực hành luôn. Chào tất cả khán giả của Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Ngày hôm nay thì anh rất là vui khi được gặp lại Ngọc Lan và chị Tonya. Khi mà mình hay tin mình mang thai, đứa bé đầu tiên nó như thế nào? Thì anh và anh Khôi thì năm 2009 là em bỏ tất cả mọi thứ để theo anh Khôi vào Sài Gòn. Cái này người ta kêu là mê trai thì chỉ có đầu thai mới hết thôi mọi người ơi. Lúc đó là đánh cược với cuộc đời mình luôn ấy. Là không biết là ăn hay là thua. Ba mẹ em phản đối rất nhiều. Nhưng mà chính sự chân thành của anh Khôi đã thuyết phục được mẹ em. Và mẹ em cũng đã đồng ý cho em bước chân vào Sài Gòn. Đi theo anh Khôi mà nợ một đám cưới. Nhưng mà hai vợ chồng thì cũng muốn làm những cái gì nó chính thống nhất. Thì đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn năm 2009. Đến năm 2012 bà em có lập một kế hoạch là sẽ có em bé năm đó, vì năm đó rất là đẹp, năm con rồng. Đi chích ngừa để mọi thứ sức khỏe cho thật tốt. Đến tháng 6 năm 2011 bà em đi du lịch ở Nha Trang. Em nhớ là lúc đó em với cả anh Khôi bay dù mạo hiểm giữa biển. Đang ở trên không trung thì cái dù, cái cano kéo cái dù đó thì nó hết xăng, nó dừng ở giữa biển. Em rơi tự do từ trên xuống dưới. Xong là khi mà người đập xuống mặt biển ấy, nó đập thành từng cơn sóng như thế này này. Trời ơi, mà mình hoảng hồn, mình quay mỏng mỏng ở trong cái dù đó. Mà may có cái áo phao không, lúc đó em không có biết là mình như nào nữa. Rất là sợ, lần đầu tiên trong đời em bị rơi vào hoàn cảnh đó. Sau đó em lại còn chơi thêm một vài cái trò chơi mạo hiểm nữa là trượt nước các thứ ở Nha Trang ấy chị. Xong mà lặn dưới biển. Nha Trang là em chơi hết rồi đó. Chơi hết rồi, tại vì mình sống hết mình. Đến khi trở về Sài Gòn thì em mới thấy em bị chảy máu. Em rất là sợ, em đi khám thì lúc đó em mới biết là mình đang mang thai. Nghĩa là em không hề biết. Em không hề biết luôn ạ. Chảy máu đó là do cái dư chấn. Đúng ạ. Sau đó bác sĩ yêu cầu em một tháng chỉ ở trong một căn phòng thôi, không được đi ra ngoài, không được vận động mạnh, nằm ở gác chân lên gối. Và hạn chế đi lại tối đa. Mấy tuần thai rồi? Lúc đó là mấy tuần? Lúc đó là mới lắm ạ, chỉ khoảng 4 tuần thôi. Là em bé cái phôi thai chưa bám được vào thành tử cung nhiều. Thế nên là mới có hiện tượng mà cứ đập mà bập. Mình không nghĩ là mình có con. Nhưng mà mình đi khám thì lại lòi ra là mình đang có em bé và mình bị động. Thì cái cảm xúc lúc đó nó như thế nào? Lúc đó là cực kỳ bất ngờ và rất là hạnh phúc rồi. Vì mình có em bé mà đúng kế hoạch luôn. Cực kỳ là lo lắng vì mình không biết là cái sự vô tư của mình như vậy có ảnh hưởng gì đến con không? Em đã khóc. Tại vì nếu mà mình đã cẩn thận hơn thì mình làm mọi thứ nó nhẹ nhàng, mình sẽ lỡ không có chuyện gì xảy ra, mình không có bị hối hận. Còn trời anh thương Khôi thì trời như thế thương nào? Anh Khôi thì anh ấy rất là hạnh phúc và anh cực kỳ lo lắng cho thủy anh. Bác sĩ thì không yêu cầu là phải chỉ có ở một chỗ, không được ra khỏi phòng, nhưng mà em đã tự bắt buộc mình như thế, vì chắc là người mẹ cảm thấy tội lỗi quá, tự trừng phạt mình. Không muốn tự trừng phạt. Em rất là lo, tại vì cử động nhiều lại chảy máu nữa, mình không biết chuyện gì sẽ đến, nên là mình sẽ treo chân lên như thế. Một tháng trời không ra khỏi phòng luôn. Rồi sau một tháng đó mình đi khám lại thì mọi việc nó đã ổn. Đúng rồi, bác sĩ kê thuốc và có tiêm thuốc để tăng cái nội tiết tố. Thì lúc đó là em bé phát triển và bám được vào thành tử cung, nên là lúc đấy mọi chuyện nó đi đúng cái quy trình luôn của một người mẹ mang thai bình thường luôn ạ. Ôi trời, hú hồn. Cũng là một cái câu chuyện. Một tháng treo giò để tự hối lỗi bản thân. Tự trách bản thân mình. Ham chơi quá.
mình giữ được em bé rồi, thì từ lúc đó cho tới cái lúc mà mình đi sanh á, cái quá trình mình mang bầu, mình chăm sóc em bé như thế nào, chăm sóc bà bầu như thế nào, rồi nó có cái chuyện gì xảy ra vui buồn hay không? Trong khoảng 3 tháng đầu tiên ấy, em không có ăn được gì nhiều, em luôn cảm giác rất là mệt mỏi và nôn ói, chóng mặt nữa. May quá là qua giai đoạn 3 tháng thì sức khỏe của em hoàn toàn bình thường và cái chỉ số cân nặng cũng phát triển cách nhẹ nhàng, không có quá đột biến. Cái khoảng thời gian đó thì theo Lan biết là anh Khôi là một ca sĩ rất là nổi tiếng, và ảnh show chậu thì rất là nhiều. Vậy thì ảnh dành cái thời gian để chăm sóc cho hai mẹ con như thế nào? Từ năm 2009 thì anh bước chân vào Sài Gòn á, là mình bỏ hết mọi thứ ở ngoài Hà Nội. Thì sau đó em chính thức là trở thành quản lý của anh Khôi. Thì mọi show diễn từ Nam chí Bắc là em luôn luôn đồng hành cùng anh Khôi. Nên khi thì anh mang bầu ấy thì anh vẫn chạy show cùng anh Khôi. Tất nhiên là chồng cũng làm việc mà vợ cũng đang làm việc. Đến ngày cuối cùng trước khi đi sinh là em vẫn đang làm việc, em vẫn chạy show bế bụng. Một cái thai kỳ rất là năng động, khỏe khoắn, rất là thoải mái. Tôi đang thắc mắc là ngày hôm sau đi sanh mà bữa nay vẫn còn đi xô. Thì từ cái đoạn mà từ xô mà đi qua sanh á thì nó như thế nào? Chuyện này thì chắc là lần đầu em chia sẻ và em nghĩ hôm nay em nên chia sẻ, tại vì hai người quá thân thiết, em nghĩ hai người không tiết lộ cho ai biết đâu. Không ai được, không ai được biết đâu em. Bảo đảm với mọi người không ai biết chuyện này. Mọi người có biết mọi người cũng đừng có nói. Hai lần như một là khi mà trước khi em đi sinh, thai kỳ của em rất khỏe mạnh trộm vía, là em vẫn sinh hoạt bình thường và rất là năng động giống như tất cả các phụ nữ bình thường khác thôi. Đến buổi trưa ngày hôm đó là ngày 13 tháng 2 năm 2012, ngày hôm sau là ngày Valentine đấy. Ngày 13 tháng 2 thì hai vợ chồng sau khi làm việc rồi mệt rồi nghỉ trưa, xong lại nằm tâm sự, xong lại ôm ấp rồi yêu thương nhau. Thế xong đến 3 giờ chiều em tự nhiên thấy nước chảy ào ạt, nghe bụp một cái. Em hoảng sợ quá, em bảo anh Khôi thôi chết rồi vợ. Nhưng mà đúng ngày dự sinh không? Không đúng ạ, sớm 2 tuần ạ. Sớm 2 tuần đấy, hèn chi vẫn rất là thoải mái là đúng không? Thế là anh Khôi anh ấy hoảng quá, anh ấy nghĩ là thôi chết rồi, bố lại gây nên tội rồi. Gây nên tội rồi. Hiểu rồi. Như vậy là vẫn làm việc hăng say cho đến gần ngày gần sanh nha mọi người. Tất cả mọi việc đều được làm một cách hăng say. Đúng rồi. Đừng nói với ai nghe chị ấy xấu hổ lắm. Rồi, ôi lại là lúc này anh Khôi lại tội lỗi đầy mình. Thế là em trấn tĩnh lại, em đã chuẩn bị một cái túi đồ. Ở trong đó là có đầy đủ mọi thứ, vật dụng cá nhân của mẹ và dành cho bé. Em chuẩn bị sẵn rồi, nên em tự tin lắm. Và em còn đọc báo là các mẹ bình tĩnh đi vì chưa đẻ được ngay đâu. Cứ thoải mái thời gian mình tắm rửa sạch sẽ, rồi vệ sinh các thứ, xong là mặc quần áo đẹp rồi đi lên bệnh viện. Em rất là đủng đỉnh. Phải mặc quần áo đẹp nữa nha. Đó, trong khi chồng em, ôi ôi, chồng phải làm gì bây giờ, chạy từ tầng trệt lên tầng lầu, chạy lên chạy xuống mà không biết làm gì. Thì em bảo giờ chồng đi lấy xe chứ còn làm gì nữa. Anh lấy xe xong anh đợi em tắm rửa xong xách cái túi là hai vợ chồng đi sinh. Hay là em vào bệnh viện, lúc đó là mẹ chồng em cũng đi theo, tay một bên là nắm tay chồng, một bên là nắm tay mẹ chồng. Mỗi lần cơn co đến ấy là siết tay hai người. Nhưng mà đến cái lúc mà mình cảm thấy mình không chịu đựng được nữa thì bác sĩ bắt đầu gây tê màng cứng cho em, và cho em lên cái bàn dự sinh. Em ngủ một giấc đến 3 giờ kém buổi sáng là bác sĩ gọi em dậy, dậy đi, mở rất là nhiều rồi, giờ chuẩn bị sinh nhé. Em bảo ui em đang rất là phê mà. Tại vì cái ngủ. Thuốc gây tê màng cứng vào á là cảm thấy chân tay nó mềm ra mà rất là ấm, thư giãn. Mình đang ngủ rất là ngon mà tại sao lại gọi em dậy để sinh. Bác sĩ bảo em chỉ cần hít thở, tập hít thở và dặn 3 hơi thôi là em bé ra. Để em làm đúng như vậy là em bé chào đời. Lúc đó là 3 giờ 5, 3 giờ 10 gì đó, là sang ngày 14 tháng 2 rồi mà em sinh thường, tự nhiên hết. Em cảm thấy mình rất là may mắn vì ông trời đã cho em một thiên thần vào đúng ngày lễ tình nhân. Trời ơi, dễ thương vậy đó luôn á. Đang ngủ mà. Ừ, đang ngủ mà. Sao phải đi? Không biết là mình may mắn hay là bây giờ công nghệ hiện đại
Chứ ngày xưa mà đọc báo, đọc chuyện là thấy cái hành trình sinh nở rất là khó khăn. Thực ra cái sự chào đời của các con á, hồi xưa giờ chúng ta cũng hơi hay bị lầm tưởng và hay ảo tưởng sức mạnh về vai trò của bà mẹ. Thế cứ mẹ đẻ con đó nha, mẹ đẻ con mẹ cực lắm á, ra đời hay không là công của con. Nên nếu như đó là một thai nhi khỏe mạnh, sự phát triển của các con bình thường, rồi cái tư thế của các con cho cái việc sẵn sàng ra khỏi người của người mẹ là thuận lợi, thì cái quá trình sinh nở nó thuận lợi. Nhưng mà nếu như tất cả những điều đó con không có thì mẹ dù cho có sức thì cái quá trình sinh nó cũng rất là gian lan. Và kết hợp với cái yếu tố về điều kiện nữa thì đó là nó sẽ ra cái câu chuyện mà sinh nở rất nhẹ nhàng. Cảm xúc khi mà mình con mình vừa chào đời, đem nó lên rồi mình ôm nó trong người lần đầu tiên, dù mình đã chuẩn bị tinh thần một cách rất là kỹ càng là mình sẽ vào một vai trò mới là một người mẹ đây. Thế nhưng mà cái cảm xúc mà em bé được đặt lên ngực mình thì thực sự không thể nào nói thành lời, lúc đó chỉ nước mắt tuôn rơi thôi mà miệng vẫn mỉm cười. Em rất may mắn là có anh Khôi đồng hành và anh là người tự tay cắt dây rốn cho em bé và là người nâng em bé lên và đặt lên ngực em. Mà lúc đấy mình nhìn con mình, trời ơi, thực sự là em bé hơi xấu. Nó nhăn nheo xong là nó hơi tái em bé sơ sinh á, chúng ta thường coi phim chúng ta nghĩ là thiên thần. Ôi, thiên thần đúng với tạo hình thiên thần. Nhưng em bé lúc đó mấy ký? Em bé được 3 ký. Dù em bé mấy ký trông vẫn nhăn nheo đó, vẫn tái bợt bạc các kiểu. Lúc đó là có vì là chưa hô hấp được tốt nên là oxy vào trên nhiều nên chưa hồng hào được, nhưng mà mình thấy rất là thương. Khi mà mình mang bầu đứa thứ hai nó có khác với đứa đầu không Thúy Anh? Thì anh thấy sao hai anh em giống nhau, chỉ có là sức khỏe của mẹ thì giảm sút hơn thôi. Với em bé thứ hai lại bớt nghén hơn, nhưng mà về cuối thai kỳ thì lại mệt nhiều hơn thôi. Nhưng mà cách chào đời lại y hệt ông anh. Vâng vợ ơi, vâng vợ ơi. Vâng, vẫn thế ạ. Vâng thế ạ. Cái lần thứ hai khi em chuẩn bị sinh em bé Đăng Anh ấy, cũng cách 2 tuần luôn. Là hôm đó là buổi đêm em tâm sự với cả người em họ của anh Khôi. Em đó là bị quá 2 tuần rồi mà em rất là nôn. Em bảo là chắc là sáng hôm sau là em phải vào bệnh viện để nhập viện và bác sĩ sẽ mổ. Em mới hỏi em cách là làm sao để em bé ra đời thì em cũng truyền đạt lại đúng như những gì mình trải qua thôi. Thế em nói em cứ thử đi. Xong là cái tử cung nó co bóp là có khi em vỡ ối em sinh được đó. Em nói em ý xong thì em lại thực hành luôn. Thế là buổi sáng hôm sau hai chị em cùng nhập viện. Em đó ở ngoài Hà Nội, em ở trong Sài Gòn đó. Cô kia cũng được hành. Em đó là phải nhờ bác sĩ. Còn em thì tự xử. Tính ra anh Khôi ảnh có kỹ thuật. Kỹ thuật cao và thực ra là ảnh cũng đầy dũng ý. Em thấy là khoảng thời gian mang bầu từ khoảng tháng thứ 5, thứ 6 trở đi ấy là nhu cầu của người mẹ rất là nhiều. Đúng rồi. Và mọi cái giác quan nó cũng được kích thích hơn và người mẹ cảm thấy rất là có nhiều cảm xúc và relax hơn. Trong chuyện đó thì em thấy là có khi là như vậy. Chứ không phải là do em. Do bối cảnh chung. Đúng rồi. Mà có khi chị chưa nhận ra, em nhận ra trước chị. Không, nhưng mà rõ ràng là những cái gọi là những cái biến đổi về mặt cơ thể theo như thì anh nói là nó chính xác. Cũng có thể là điều đó nó sẽ tác động đến cái chuyện mà co thắt tử cung để nó kích thích cái quá trình sinh nở của chúng ta. Khi mà xuất viện mình về nhà rồi á, thì lúc đó mình mới chính thức là một người mẹ đó. Lúc mà Thủy Anh đẻ bé Ken xong á, là bé đầu lòng thì Thủy Anh chỉ muốn ở trong viện mãi thôi. Để vì mình được hưởng cái dịch vụ rồi sự chăm sóc ân cần như vậy mà. Con mình thì mình thích thì mình ngắm nghía, mình ôm cái rồi mình cũng không cần phải cho ăn. Mình thấy là làm mẹ rất là nhẹ nhàng. Ước được ở trong viện mãi. Nhưng mà sau 3 ngày thì em trở về nhà và lúc đó mới biết được là hành trình làm mẹ nó như thế nào. Mẹ chồng rồi mẹ đẻ cũng nói với em là con sinh xong mẹ sẽ vào để chăm con. Thì em nói rằng là con cũng không cần đâu, con sẽ tự làm được hết. Mà con nghĩ lúc đó con cũng không đi làm, rồi con chỉ ở nhà chăm con nên con nghĩ là con sẽ làm được. Nhưng mà đến khi đưa con về rồi là em bắt đầu cái cảm xúc nó thay đổi rất nhiều.
mình từ hạnh phúc rồi đến hoang mang rồi đến bỡ ngỡ, rồi nhìn thấy em bé mình không biết làm gì hết, có tuổi thân và sữa thì bị căng, nó về nó không có ra được nên em bị tắc tức sữa đó, xong em lại phải lên viện để chiếu thông tia. Nhưng mà nó cũng không có giảm xuống, mà em bé thì lại đói không có sữa để uống và mình rất là mệt mỏi. Lúc đó là em bé trên tay, em không muốn ai bế hỗ trợ mình cả, mình chỉ bế em bé trên tay mà cái lưng thì đau chứ, đau mà mình không chịu nổi, tay thì run run lên này, xong nước mắt chảy ra. Em bị khoảng một tuần như vậy, xong em đến gặp bác sĩ thì bác sĩ có nói là do những cái thay đổi ở cơ thể của em tác động lên tâm lý của em và em bị chớm trầm cảm sau sinh. Đúng rồi. Em cũng rất mơ hồ về chuyện đó và không bao giờ nghĩ mình sẽ bị như thế. Mình nhận ra mình có những người bên cạnh hỗ trợ, đồng hành với mình thì mình sẽ sớm vượt qua. Sau đó em mới cởi bỏ tinh thần của mình không có cầu toàn quá. Lúc đó là ai muốn làm gì, hỗ trợ gì em cũng cho hết, nhường mọi người hết. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình có thời gian mình nghỉ ngơi, mình nằm, mình giãn cái lưng. Trong cái tháng đầu tiên đó mình có một cái xung đột nào với ông xã không? Có chứ. Trời ơi, rất là tội anh Khôi. Trong tháng đầu tiên trong mắt mình ấy, nhìn mọi người xung quanh mình cực kỳ là coi thường luôn ấy. Nói gì, quan tâm gì, mình thấy quá nhiều lời, quá là phiền phức. Xong đến khi anh câm nín, anh không dám nói gì, em mắng xa xả mà anh nghĩ là anh cũng vẫn phải chịu. Nếu mà thực sự là em cần mà chỗ đánh đấm để xả stress là em cũng chắc cũng đấm anh ấy luôn. Anh Khôi thì bình thường hàng ngày anh nói rất nhiều, nhưng mà đến khi mà vợ bị như thế thì anh lại là người không nói gì cả. Thế là em lại càng thương. Thì có khi vì anh không nói gì cả mình thương nên mình mới nhận ra là mình chắc cũng hơi sai sai. Chứ anh ấy mà nói là mình thấy tự mình rất đúng luôn á. Có thể chia sẻ một tí xíu về cái quá trình ăn dặm của bé Ken. Rồi, bé đầu nên em gặp rất nhiều bỡ ngỡ và em là một người đã rất là cẩn thận và cầu toàn rồi. Vì con đầu cháu sớm nên là bé Ken được ông bà rồi mọi người rất là cưng. Và nào cũng muốn là con ăn nhiều để cho con mập. Rồi em cũng kỳ vọng mỗi lần, mỗi tháng mà đưa con đi chích ngừa rồi đứng lên bàn cân thì cũng so sánh với con nhà người ta, nên thành ra là em cứ nhồi cho con ăn thật nhiều. Chị tưởng tượng là em cho con uống sữa mẹ nhưng mà em đong ra những cái bình sữa để cho con bú. Lúc đó ai cũng giúp mình để cho bé bú được nhưng mà con vẫn uống sữa mẹ. Và quan trọng hơn là em có thể đong được. Đúng rồi, xem một ngày bé uống được bao nhiêu và ngày hôm sau phải nhiều hơn ngày hôm trước, như thế mới đạt chuẩn. Thế là thành ra bé bị phản ứng với đồ ăn. Cứ khi nào nhìn bình sữa hay là cái gì là bé ói. Em mới đưa con đi khám thì bác sĩ bảo con làm gì có bệnh gì đâu, mà bệnh chính là của bố mẹ. Tâm bệnh là lúc nào cũng sợ con bị đói. Em bị mắc sai lầm trong quãng thời gian rất là dài là cứ ép con ăn. Thì bác sĩ bảo là em hãy để cho con được đói đi, em về em cũng quyết tâm làm, nhưng mà một bữa mà con không ăn đến bữa thứ hai rồi không mình cam. Không thể nào mà chịu đựng nổi, mình lại ép con ăn rồi lại vẫn sai lầm. Rồi đến khi mà sang bé thứ hai rồi thì em mới rút kinh nghiệm được, em bỏ hết, em không quan tâm nữa, con thích thì con ăn mà con không thích thì mẹ không có ép. Khi nào con muốn ăn, con đói thì con sẽ tự chủ động ăn. Trời ơi, bây giờ là thánh ăn luôn ấy. Gì cũng ngấu nghiến ăn rất là nhiều, anh ấy ăn luôn ngày luôn. Thế là bây giờ anh ấy cũng trộm vía rất là nhanh nhẹn, bụ bẫm và rất là phát triển. Áp lực về cân nặng là tâm lý của hầu như của tất cả các người làm mẹ luôn. Vậy thì cái phản ứng của anh Khôi lúc đó như thế nào? Anh ấy là một người khá là tâm lý. Hai vợ chồng em vì làm việc cùng với nhau mà nên có một cái nguyên tắc là mình luôn luôn tôn trọng ai đã chịu trách nhiệm việc gì thì người đấy sẽ đi đến cùng việc đó. Người bên cạnh sẽ mang vai trò là hỗ trợ và góp ý thôi, chứ không phải là người quyết định, nên là sẽ giảm tải được những cái xung đột phát sinh. Hai vợ chồng này có một cái bí quyết để giữ lửa hạnh phúc rất là hay. Đó là chia sẻ với nhau tất cả mọi điều nhưng lại rất là tôn trọng, luôn luôn dành cho nhau những cái giới hạn về cái công việc của người đó. Hồi nãy mình đã nghe về cái chuyện rằng là cái lý do vì sao mà đi sanh em bé, nghe một cái bụp là trước đó mình làm cái gì, tức là vẫn quyết liệt cho tới những ngày tháng cuối cùng. Đúng rồi. Vậy thì sau khi sanh em bé xong thì cái vấn đề đó nó còn quyết liệt không? Sau một tháng, sau khi em trải qua cái quãng thời gian sau sinh nó khá là kinh khủng đó, thì em vẫn bị đau.
Nên là cái việc đó nó khá là khó khăn. Nhưng mà mình cũng tự bản thân mình bảo đây là cái cơ thể của mình mà mình không điều khiển nó thì không ai có thể giúp mình được hết. Nên em cũng tập dần dần. Có một quãng thời gian là mình cũng bị nhàm chán, mình cũng không hứng thú. Không thích tha gì. Đúng rồi, tại vì lúc đó quỹ thời gian của mình nó khá hạn hẹp, có con cái nữa. Sau đấy thì em mới nhận ra là nếu mà mình cứ như thế này mãi rồi thì có khi mình lại đánh mất anh ý. Là em sẽ tìm hướng để khắc phục. Hay cáu chồng thì tôi hạn chế cáu lại. Hay stress với con thì mình cũng thoải mái tư tưởng đi. Là mình stress vì mình cầu toàn quá. Mình đặt nặng mọi thứ quá. Mình coi nhẹ nó đi một chút. Nhưng mà trong cái lúc mà em quay trở lại với cái việc đó là sinh hoạt vợ chồng và em cảm thấy khó khăn á, thì em có chia sẻ với anh Khôi không? Được cái hai vợ chồng em chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau và rất là mở lòng. Coi như là không có một cái bí mật gì cả. Tại vì anh ấy là người không có giấu được cái gì ở bên trong, có gì nói hết. Ví dụ là cái chuyện mà em dặn chị là chị đừng nói với ai ấy, thì chị có thể không nói với ai trong vòng một tuần chẳng hạn. Còn anh Khôi, anh không nói với ai nhưng ngay ngày hôm sau anh nói hết với mọi người. Ủa? Gì vậy? Tại sao chị phải hỏi lại câu này? Tại vì nó liên quan đến cái việc trầm cảm của Thùy Anh nè, rồi liên quan đến cái câu chuyện là cùng nhau nuôi dạy con cái. Một người không có làm được cái chuyện gì hết á. Nếu như cái cuộc sống đó vẫn đang là cái cuộc sống chung của hai người. Như vậy thì với cái việc mà mình nói được, có nghĩa là khi mà em có những dấu hiệu trầm cảm sau sinh, em nhận ra, nhưng quan trọng là anh Khôi cũng nhận ra. Thích quá. Thích quá. Giờ sao? Thích. Thích gì vậy? Bà đang nghĩ tới cái chuyện mà làm sao mà khoảng tầm 36, 37, 38 tuần mà làm cái bập bỏ ối là đi sinh. Thích quá. Có một cái tật đó rất là ngộ, đó là khi nghe một cái câu chuyện nào đó của ai mà gây hứng thú cho mình nữa là ngồi đực mặt ra nghe thôi. Bây giờ thì mẹ Bỉm Sữa sẽ nhắn gửi thông qua chương trình. Cảm ơn chị, cảm ơn Ngọc Lan và cảm ơn chương trình đã dành cho Thủy Anh cơ hội để ngày hôm nay chia sẻ những điều thầm kín chưa bao giờ chia sẻ với mọi người. Thủy Anh cũng mong muốn Ken và Đăng Anh dù con sau này có như thế nào thì với Thủy Anh điều quan trọng nhất con là em bé hạnh phúc. Với anh Đăng Khôi thì mong là chồng cứ mãi như thế này. Một người ở bên cạnh vợ không cần phải đao to búa lớn, lúc nào cũng tâm lý là một chỗ dựa để mình vững tin, mình dựa vào mỗi khi cần. Và Thủy Anh cũng xin chúc các mẹ, hành trang làm mẹ của chúng ta rất là vất vả và chúng ta có khi phải học cả cuộc đời. Nhưng chúng ta hãy để cho khoảng thời gian làm mẹ là khoảng thời gian ý nghĩa và tuyệt vời nhất. Hãy cởi bỏ những áp lực để chúng ta luôn nhìn cuộc đời với một màu tươi hồng. Để mỗi ngày thức dậy mình nhìn chồng, nhìn con, mình thấy một cái năng lượng tích cực. Mình thêm nhiều động lực cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thủy Anh, cảm ơn cái câu chuyện mà bạn mang tới. Cảm ơn những cái sự gửi gắm, những cái sự nhắn gửi của bạn dành cho tất cả mọi người.